có ngay xe tải cũ chất lượng K3000. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi Hưng Giỏi Auto. Hôm nay thì tôi sẽ báo giá và review một sản phẩm đang có mặt tại salon rồi, đó là chiếc K3000 thùng kín các bác nhá, đời 2013, và giá của em nó chỉ 235 triệu thôi. Em bác nào có thiện chí thì điện ngay số điện thoại bên trên màn hình để là người đầu tiên sở hữu em nó các bác nhá. Đây, em sẽ đi vào chi tiết cho các bác xem. Đấy, các bác nhìn này, một sản phẩm thùng kín nhá. Đó, dòng K3000 thùng kín này thì rất ít khi về bên em, nên đã về là toàn hàng đẹp thôi. Đây, em sẽ các bác cùng theo chân em đi vào chi tiết em nói các bác nhá. Các bác nhìn tất cả phần đèn nhá. Đây, tất cả phần đèn. Đèn rất là mới này, còn sáng vào trong. 99C 02121, biển khá đẹp các bác nhá. Đấy, cám dài từ tháng 3 năm 2020. Nó chạy máy luôn. Và những phần này, cột A này còn liền nạc này. Đấy, cột A liền nạc, và những phần này chắc chắn này là không bị rúm vào. Nếu mà xảy ra đâm lộn hoặc va chạm gì mà bên này thì nó sẽ bị rúm vào. Đây, em sẽ review đến phần nội thất cho các xem. Thật rất là sáng, rất là tươi luôn. Và những phần tháp bi cửa này không ngọt ẹp, tập vỡ cả. Và những phần lỉ này, nguyên bản này. Cho các bác xem phần chỉ cửa dòng K3000. K3000 thì dòng chỉ cửa nó rất là mảnh luôn. K3000 chỉ cửa rất là mảnh, nên nếu mà bản mắt tiếp sờ biết ngay, sờ phát là cuộn tay là các bác có thể cảm nhận được ngay. Và những phần đấy, các bác bấm phát này, đàn hồi luôn này, bấm này, em sẽ cho bấm cho các bác xem nhá. Đây, các bác nhìn nè. Đấy, các bác thấy nó lên ngay chưa? Thấy lên ngay chưa? Đây, nó hơi ngược sáng tí các bác. Đấy, phết em bấm rồi đấy. Đây, thoát đèn nó đây. Trời đang nắng rất là nắng các bạn, em cũng tranh thủ quay và báo giá cho các bác. Đâu cần chúng tôi có, đâu khó có Hưng Giỏi các bác nhá. Đấy, các bác nhìn tất cả bấm xuống này, rất là chắc chắn luôn. Và những phần khi bấm cửa này, nguyên bản. Đây, lên nội thất luôn, các bác cận cảnh luôn, cả đồng hồ. Điều hòa, cần số rõ ràng nha, cần số rõ ràng hết. Cái này đầy đủ đồ hết rồi, điều hòa nó sàn đầy đủ hết. Cái này bây giờ chỉ được đợi chồng đến rước thôi. Bác làm một thiện chí mà kết em này thì hãy mang xính lễ đến cho ông nhá. Đây, tất cả một trần này. Cái này rất là đẹp, sản phẩm thùng kín cũng rất là ok. Nên là thật, tôi nhìn tất cả trần này, bản nhá, rất là đẹp. Ghế thì ghế lỉ nhà sản xuất này, chưa thay thiết một cái gì cả, để nguyên bản cho các bác nhìn được, quan sát rõ nét nhất luôn. Lốp lát còn đẹp các nhá. À, đây là phần gầm bệ này, có sàn sóng là sắt xi này. Đây, đầu tiên là sắt xi nhá, thì phần sắt xi nó như một con sống con xe. Đấy, như một chiếc xương sống con xe vậy, nó chạy dài từ đầu xe đến đít xe và cõng tải toàn bộ những hàng hóa của chúng ta. Nên phần sassy này các bạn xem kỹ cho xem là còn chắc chắn hay không, phần số khung này còn rõ ràng hay không. Sassy không được bảo mắt tít gì nhá, không có hiện tượng gọi là lứt hoặc gãy đạp. Các bác nhìn xem rất là kỹ, bởi vì khi có hiện tượng lứt hoặc gãy thì các bác rất là nguy hiểm, gây nguy hiểm cho các bác. Và phần sàn sóng này các bác nhìn rất là phẳng nhá. Đây, sàn sóng này
võng, không mối mọt gì cả, còn rất là chắc chắn và còn đẹp. Từ trước họ rất là giữ gìn đấy, đặt lốp lát chất chưa. Sẽ đi vào phần thùng cho các xem. Cho xem thùng này, thùng rất chắc chắn nha, thùng kín, bảo quản rất là tốt, chở mấy đồ vừa. Đấy, em xin mở ra lại em này, em cao 3.000, đây 113, thùng kín, tải trọng là 1.4 tấn và giá của em nó là 235 triệu các bác nhá. Sẽ có giá ưu đãi và khuyến mãi cho các bác nếu các bác gọi điện và đặt hàng ngay ngày hôm nay. Và nếu các bác cần tư vấn hay là cần tìm kiếm sản phẩm nào thì cũng liên hệ với bên em. Bên sẽ tư vấn hoàn toàn và miễn phí và giúp các bác tìm kiếm được những mẫu xe phù hợp và ưng ý với công việc của mình các bác nhá. Và nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho em cho nhiều người biết đến và ủng hộ bên em để có thêm những động lực làm ra những video tiếp theo. Và chúc các bác ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả và hãy để lại ý kiến và bình luận của mình ở bên dưới để em các bác nào cần tư vấn hoặc là thấy em có điều gì sai sót thì bình luận bên dưới để em biết các bác nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của Ứng Chuẩn Auto. Xin chào và hẹn gặp các bác trong các clip tiếp theo.